Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Việt Nam. Hôm nay kênh Cờ Tướng Việt Nam xin gửi tới các bạn trận thi đấu giữa hai kỳ thủ Nguyễn Quang Nhật và Nguyễn Anh Quân. Trận thi đấu diễn ra trong khuôn khổ của giải Tứ Hùng năm 2024. Và bước vào trận đấu, Nguyễn Quang Nhật được cầm đỏ đi tiên. Anh vào pháo đầu. Nguyễn Anh Quân cũng chơi vào pháo đầu, hình thành thế trận thuận pháo. Nhật lên mã. Quân cũng lên mã. Nhật nhảy mã ra biên. Và Nguyễn Anh Quân xuất động xe của mình. Nhật tiến binh 3 mời đấu. Đến đây, bên đen có những sự lựa chọn sau. Đó là dùng tốt ăn ngay, hoặc tiến xe lên để bắt pháo. Nếu dùng tốt ăn sang, thì đỏ sẽ có vị xe rất đẹp. Cũng có thể tiến xe lên bắt pháo ngay, sau đó thái xe về để giữ tốt. Nguyễn Anh Quân lên xe để giữ tốt ngay. Bình xe vào để ngăn đường mã nhảy lên. Và nhận thấy đỏ đứng pháo ở lỗ 7, cho nên Nguyễn Anh Quân nhảy mã 2 tấn 1 để tránh ngòi pháo. Nhật nhảy mã lên. Và Quân thoái pháo 1, chuẩn bị bình sang lỗ 7 để thúc tốt lên. Buộc Nguyễn Quang Nhật phải ăn tốt sang trước. Và sau đó bình xe sang để chiếm lộ. Đến đây có thể chơi lên sĩ, hoặc đen cũng có thể tiến xe 1 để ngăn không cho xe cắm xuống bắt pháo. Đến đây đen có thể lựa chọn nhảy mã 7 tấn 8 lên thì sẽ đẹp hơn. Nếu chơi mã 7 tấn 8, và thoái mã về, đến đây pháo không dám ăn sang vì sẽ cắm xe xuống để chiếu tướng. Trở lại trận đấu, Nguyễn Anh Quân lựa chọn nhảy mã 7 tấn 6. Ngay lập tức, Nhật dùng xe đè vào. Và hai bên đấu cây. Tuy nhiên, đấu cây như này thì đỏ sẽ ưu thế hơn rất nhiều. Vì thế Quân đang rất lộng. Đèn thoái xe về giữ tốt. Tiếp tục binh 5 lên. Và Nguyễn Quang Nhật đìm nước rất hay. Đó là lao mã tới. Chuẩn bị cho nước dùng pháo chém tốt. Đến đây Nhật chơi dùng pháo chém tốt mũi ngay. Tuy nhiên có một nước rất hay, đó là dùng xe chém thẳng vào pháo, phế xe. Nếu dùng xe chém pháo, sĩ ăn lên, thì xe ăn sang. Đang dọa nước sau sẽ chém xuống tượng, buộc tượng phải nhảy lên. Và ngay lập tức là pháo sẽ ăn tốt ngũ,
đến đây buộc xe phải phế xe vào pháo, vì nếu không xe sẽ ăn súng tượng sát cục ngay. Và đỏ ưu thế hơn rất nhiều. Trở lại trận đấu, Nhật dùng pháo ăn tốt ngay. Đến đây đỏ lựa chọn dùng xe ăn pháo, tuy nhiên nên dùng xe bình sang để chiếu tướng. Tiếp tục là ăn xe xuống, nếu sĩ ăn lên thì có thể dùng xe cắm xe chiếu. Nếu xe ăn sang mã thì pháo bật sang tốt, dọa cắm súng chiếu tướng sát cục mà bắt lại xe. Nếu nhảy mã đi thì xe đỏ sẽ ăn xe đen, còn nếu không thì pháo đang đuổi xe và sẽ bắt lại được xe. Trở lại trận đấu, Nhật dùng xe ăn pháo. Và đến đây, Nguyễn Quang Nhật chơi xe 4 thoái 1, và đây là được đánh giá là một nước đi sai lầm, mà nên chơi xe 4 thoái 2 để bắt sĩ thì hình cờ sẽ tốt hơn. Đèn lên tướng, và đến lúc này đỏ mới dùng xe chém sĩ. Tuy nhiên đèn có nước hóa giải, đó là thoái mã lên mã để ngăn cản, hóa giải hoàn toàn thế công của đỏ. Và đến đây đỏ bị chết mã sau khi xe đen bình sang. Đèn đã hóa giải thành công thế trận của đỏ và chiếm lại ưu thế. Đang dọa chém xe xuống pháo xuống tượng. Đến đây đỏ chơi dùng tốt ăn sang, tuy nhiên nên dùng xe tiến lên để đuổi xe đi trước, sau đó mới dùng tốt ăn sang thì sẽ ổn hơn. Đèn ăn lại được tốt. Đỏ rất cố gắng. Và đến đây Nguyễn Quang Nhật tiến sĩ lên để bắt xe. Xe sau nếu xe chạy đi thì sẽ bình tốt sang chiếu tướng để bắt chết xe. Đến đây đen nên thoái xe về
Nếu tốt ăn sang thì dùng mã ăn về để giữ căn xe. Nguyễn Anh Quân lựa chọn lên tượng. Và Nguyễn Văn Quang Nhật ngay lập tức ăn lại được một xe. Nhật chơi rất hay và cố gắng. Tuy nhiên sau khi ăn được xe thì bị gãy sĩ. Và chỉ còn một pháo thì rất khó để có thể tấn công, vì không có ngòi. Còn mã của đối phương thì lại rất cơ động, một thế trận khó cho Nguyễn Quang Nhật. Nguyễn Anh Quân rất kinh nghiệm, đã bắt tốt. Đến đây chỉ cần đưa tốt sang sông là đen hoàn toàn giành chiếm ưu thế. Ăn nốt tượng và mã lao lên đánh. Nước vào xe để lấy mặt rất hay. Tiếp tục là bình tướng vào. Xe không dám ăn sang mã vì sẽ bị xe chiếu sát cục ngay. Và tiếp tục là mã tới. Và là tiếp tục đưa xe lên để đuổi pháo. Đến đây pháo không thể chạy vì xe mã sẽ vòng về chiếu sát ngay. Và đến đây Nguyễn Quang Nhật biết không thể chống đỡ được nên đã buông cờ chịu thua và chiến thắng dành cho Nguyễn Anh Quân.